điện ảnh Việt Nam những năm gần đây đã trở nên khởi sắc với rất nhiều các tác phẩm nghệ thuật được đánh giá cao từ trong nước đến ngoài nước. Nhưng điều không phải ai cũng biết, một trong những người làm nên thành công của các tác phẩm điện ảnh đó lại là từ một giảng viên của Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Một trong những người mà luôn luôn có những cái bài tập rất là đặc biệt. Sáng tạo nhiều thứ mà mọi người không nghĩ đến. Tôi nghĩ là một người có một cái đam mê bất tận. Có một cái tầm ảnh hưởng rất là quan trọng đối với sinh viên. Giảng viên Bùi Kim Quy, sinh năm 1983 tại Hà Nội, là nhà biên kịch, đạo diễn phim, nhà sản xuất phim. Cô tốt nghiệp chuyên ngành biên kịch Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội năm 2006, từng là một trong những sinh viên ưu tú, xuất sắc của trường. Hiện cô đang là giảng viên của khoa nghệ thuật điện ảnh thuộc Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Cô là một trong những nữ biên kịch, đạo diễn đã đóng góp những giá trị nhất định cho nền điện ảnh Việt Nam trong những năm gần đây. Với nhiều giải thưởng được đánh giá cao trong nước và quốc tế như Giải Cánh Diều Vàng năm 2003 phim Cái Đệm với vai trò biên kịch, đạo diễn, Giải thưởng biên kịch xuất sắc phim Cha Cõng Con tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Bên cạnh đó, cô cũng là biên kịch của những phim điện ảnh nổi tiếng như Lời Nguyền Huyết Ngải, Cưới Ngay Kẻo Lỡ. Khóa của Bùi Kim Quy ở trường là K22 đó, là khóa sinh viên đầu tiên mà tôi làm chủ nhiệm. Khi mà tôi bắt đầu giảng dạy về sáng tác, các bạn vào cuộc rất nhanh. Và một trong những người vào nhanh nhất, đấy chính là Bùi Kim Quy. Và cũng ở cái khóa ấy, một trong những người mà luôn luôn có những cái bài tập rất là đặc biệt, cũng là Bùi Kim Quy. Cô ở đâu là có tiếng cười ở đấy. Cứ ở đâu là rất là vui và mọi người, cô biến thành một cái hạt nhân của cái sự vui vẻ đó. Và có một lần tôi nhớ là khoảng 1-2 giờ đêm thì đấy, cô gọi điện cho tôi và cô nói là em sợ quá. Sợ cái gì bây giờ, em phải bật đèn sáng trưng lên bởi vì em đang viết kịch bản phim ma. Đó. Thì ngay cả cái nỗi sợ nó cũng biến thành một cái tình tiết rất là hài hước. Là một cái người sáng tác thì tất cả những cái ý tưởng, những cái câu chuyện mà tôi viết lên thì nó đều bắt đầu từ cái cảm hứng của tôi, từ cái sự quan sát trực tiếp cuộc sống, môi trường xung quanh mình, cuộc sống xung quanh mình. Và tất cả những cái vấn đề mà nó khiến cho mình bị thu hút, mình bị chú ý thì nó trở thành những cái chất liệu để cộng với cái trí tưởng tượng của người sáng tác và mình sáng tác lên những câu chuyện đó. Bằng những kiến thức, trải nghiệm thực tế trong quá trình làm phim, cùng với những thành tựu mà bản thân đã đạt được, năm 2012, nữ biên kịch, đạo diễn Bùi Kim Quy đã quyết định trở lại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội giảng dạy với cương vị là một giảng viên. Bởi cô tin rằng giá trị nghề nghiệp của mình trong những năm tháng làm phim có thể mang lại cho sinh viên là rất thực tế. Hơn nữa, điều quan trọng, trường là nơi có bề dày lịch sử về công tác đào tạo điện ảnh, truyền hình chuyên nghiệp. Chính vì vậy, cô đã quyết định chọn Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội là nơi mà mình sẽ gắn bó. Khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển không ngừng. Các trang thiết bị làm phim ngày càng hiện đại, đổi mới giúp cho chất lượng phim được nâng cao, sống động, đủ để đáp ứng được những nhu cầu thưởng thức, giải trí của khán giả. Song song với đó là những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất của nước ta nói chung và Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nói riêng. Khi không thể đáp ứng được điều kiện thiết bị, cơ sở vật chất, bởi đây là một trong những chi phí khổng lồ. Điều đó lại chính là khó khăn đối với giảng viên khi phải làm sao đáp ứng được nhu cầu cho sinh viên tiếp cận với những trang thiết bị máy móc hiện đại, tân tiến trong quá trình học tập. Để vượt qua những trở ngại đó, bằng kinh nghiệm nghề nghiệp của mình, giảng viên Bùi Kim Quy, cô luôn góp ý với các bạn sinh viên về nội dung, câu chuyện trong mỗi bài tập thực hành, cách lựa chọn bối cảnh, sử dụng trang thiết bị sao cho hợp lý mà tiết kiệm chi phí sản xuất nhất, phù hợp với nhu cầu, điều kiện của mỗi sinh viên mà vẫn đảm bảo được chất lượng cũng như nội dung câu chuyện. Bên cạnh đó, để giúp sinh viên có thể tiếp nhận được những kiến thức mà mình muốn truyền đạt, bài giảng của cô luôn gắn liền với câu chuyện nghề thực tế, những kiến thức luôn đi kèm với dẫn chứng cụ thể qua các tác phẩm điện ảnh, truyền hình hay những kinh nghiệm mà chính bản thân đã tích lũy trong suốt quá trình làm phim. Đối với giảng viên Bùi Kim Quy, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội luôn là một trong những bước đệm vững chắc nhất trên con đường sự nghiệp giảng dạy của mình. Trường luôn là điều vẻ vang, là niềm tự hào, niềm tin trong mỗi thế hệ sinh viên mỗi khi nhắc tới. Đây là cái cơ sở đào tạo duy nhất mà tôi thuộc về và mong muốn thuộc về, bởi vì là thứ nhất là tôi đã có 4 năm sinh viên được học
ở tại ngôi trường này. Thế cho nên là tất cả những cái mà mình dành cho cái tình yêu về giảng dạy đó thì là muốn thực hiện ở đây, ở trên giảng đường của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Cô ấy là một cái người thứ nhất là giảng dạy rất là nhiệt tình, sông sáo và có những cái ý tưởng rất là đặc biệt trong đào tạo. Thứ hai là giảng viên Bùi Kim Quy là có tác phẩm điện ảnh từ dưới góc độ của biên kịch cũng như là đạo diễn và đã được giải rất nhiều giải thưởng quốc tế. Và cái điều đấy nó rất là quan trọng trong cái việc đào tạo. Vì một cái người đào tạo mà nó có cả một cái quá trình, chúng ta thấy rằng là cái quá trình đấy nó gắn liền với lại cái sáng tác, thì nó sẽ có một cái quá trình thực hành cũng như là lý thuyết nó đi cùng với nhau rất là bài bản, hoàn hảo. Và đặc biệt là những cái tác phẩm ấy thì đều được công nhận từ những cái liên hoan phim quốc tế rất là uy tín. Cô Quy là một giảng viên vô cùng tận tâm. Trong 2 năm Covid vừa rồi thì bọn tôi rất là khó khăn trong cái việc mà để có thể truyền đạt lại cái kiến thức cho sinh viên. Khi mà nghề điện ảnh học là một cái nghề trực tiếp cầm tay chỉ việc và chia sẻ với nhau, cụ thể nó ở trên hiện trường, ở trường quay, cái điều đấy nó quan trọng hơn. Thế và cô đã truyền cả cái cảm hứng đó sang cái người bạn đời của mình, là vốn là một nhà nhiếp ảnh, một nhà thiết kế sân khấu, đạo diễn sân khấu rất là hay. Và cả hai cô Quy và cùng với người đồng nghiệp, người bạn đồng hành của mình đã hỗ trợ cho các sinh viên tốt nghiệp những cái năm gần đây nhất ở trong thời kỳ Covid rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ đấy là một đồng nghiệp mà tôi luôn trân trọng. Với những thành công qua từng tác phẩm, cộng với những thành tựu trong công việc giảng dạy, nhưng cô cũng luôn trăn trở rằng để tạo ra những thế hệ trẻ tiếp nối, cống hiến những giá trị nghệ thuật là điều không hề dễ dàng. Cá nhân giảng viên Bùi Kim Quy, cô luôn mong muốn những thế hệ sinh viên của mình phải thực sự đam mê, yêu nghề, luôn luôn phải tìm tòi sáng tạo, học hỏi những cái mới. Nếu đã làm phim thì phải dấn thân, phải quyết liệt, kiên nhẫn tới tận cùng. Tôi rất bất ngờ và tôi ngạc nhiên qua những từng tác phẩm của Bùi Kim Quy. Và bạn ấy cũng không lặp lại mình, không lặp lại mình trên cái con đường sáng tác của mình. Và tôi được biết là Bùi Kim Quy cũng đang ấp ủ những cái dự định rất là mới. Và tôi cho rằng với tôi thì Bùi Kim Quy là một người đặc biệt và Bùi Kim Quy là một cái người mà đối với riêng tôi, nếu mà không nhìn thấy Bùi Kim Quy thì đối với tôi đấy là một tổn thất rất lớn riêng với cá nhân tôi. Làm phim thì chưa bao giờ là một cái công việc dễ dàng. Có tài chính thôi chưa đủ nếu như mà bản thân của các bạn chưa sẵn sàng. Vì thế cho nên là khuyên các bạn là giữ một cái tình yêu bền bỉ, bởi vì các bạn đã lựa chọn cái con đường này. Và cái thứ hai nữa là làm phim là đòi hỏi cái sự dấn thân. Nếu như bạn không có đủ cái can đảm, nghị lực và sức mạnh để các bạn bước đến thì khó để có thể tạo ra được những cái bộ phim lắm. Tức là bạn học làm phim thì đương nhiên là một là phải làm phim, hai là phải làm phim, ba là phải làm phim. Bên cạnh là một nhà làm phim tài năng, cô chính là một giảng viên tận tụy, tâm huyết của khoa nghệ thuật điện ảnh trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Giảng viên Bùi Kim Quy luôn là một ngọn lửa rực cháy cho những thế hệ sinh viên của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh noi theo, là một tấm gương mẫu mực, niềm cảm hứng, niềm tin cho những thế hệ trẻ tiếp nối đam mê.